Xin chào anh em. Em sẽ giới thiệu với anh em con biến tần 3kW của hãng ThinkPower. Đấy, em vừa mới bóc hộp ra đấy. Thì trong cái hộp của nó thì bóc ra thì nó có gồm có một cái biến tần này. Đấy, phụ kiện của nó thì gồm có wifi này. Đấy, dây bám tải này. Đấy, ngoài ra còn có mấy vài rắc MC4 này nữa để đấu nối ấy. Và một bản test của nhà máy này phục vụ anh em làm hồ sơ hoàn lưới ấy. Ngoài ra thì bên em còn đầy đủ COCQ của con này nữa. Đấy, đây thông số của nó đây này, mã của nó này, tổng trọng lượng của con này nó rơi vào 18,5 kg anh em nhé. Đấy, kích thước này. Ok, kích thước của nó này. Thì là chắc chắn anh em nhé. Cái con này giải điện áp của nó từ pin vào điện áp của nó lên đến 550V DC này, 550V này. Đây là con số ấy. Con này chuẩn chống nước của nó IP65, có thể để ngoài nước rồi, chống nước rồi.